Chào quý thầy cô, các anh chị. Xin cảm ơn thầy Thành đã có lời giới thiệu. Thì trong cái phần kế tiếp đây, chúng tôi sẽ trình bày về ứng dụng của nội soi siêu âm, tức là eBus, trong chẩn đoán và điều trị bệnh phổi. Thì phần trình bày này sẽ bao gồm bốn phần. Đầu tiên là tiếp cận tổn thương phổi qua nội soi như thế nào. Thứ hai là vai trò của eBus TBLV trong tiếp cận tổn thương phổi ngoại vi. Thứ ba là eBus TBNA trong tiếp cận sang thương trung tâm. Thì như thầy cô và các chị đã biết, năm cái bệnh hàng đầu trong hô hấp là bệnh phổi tắc nghẽn mạng, hen và ngoài hai cái đó ra thì cái vai trò nội soi hơi ít. Thì chúng ta có nhiễm trùng hô hấp dưới, lao và ung thư phổi là những cái bệnh rất cần chẩn đoán của nội soi. Thế thì một khi mà mình thấy một cái tổn thương giống như là khối choán chỗ thì không phải là luôn luôn là ung thư phổi, mà nó có thể là aspergillus, nó có thể là lao. Và như vậy thì mình làm chẩn đoán thì rất là cần thiết. Thế nhưng mà cái nhà lâm sàng á, thì bao giờ cũng nghĩ là chỉ có một cái tổn thương khu trú mới phải nội soi, nhưng không, những cái tổn thương lan tỏa như viêm phổi. Lẽ nhiên là thường thường mình thấy viêm phổi mình hay có cái thái độ là tiếp cận bằng điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Nhưng mà sau khi mà mình điều trị không ổn, nó đã không đáp ứng, thì mình lại phải thấy cái vai trò của nội soi. Như là thí dụ trong trường hợp nhiễm pneumocystis này chỉ có sinh thiết mới phát hiện ra. Thế thì như vậy thì khi mà mình có một cái tổn thương ở phổi thì mình sẽ chọn cái cách tiếp cận như thế nào? Thì nếu mà một tổn thương là gọi là trung tâm thì tổn thương trung tâm thì chúng ta thường thường tiếp cận bằng nội soi. Chỉ trong trường hợp là ngoại vi thì mình mới lựa cái tiếp cận qua cái đường sinh thiết xuyên ngực. Thế thì mỗi con đường đều có cái hiệu quả, đều có cái ưu khuyết điểm. Nhưng mà hễ mà trung tâm thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội soi trước. Thế thì hầu hết các anh chị ở đây chắc đều có làm nội soi phế quản. Thì chúng ta biết là nội soi phế quản quy ước, chúng ta cầm cái ống soi, chúng ta nhìn thấy tổn thương, chúng ta sinh thiết thì cái hiệu quả chẩn đoán cũng tương đối là tốt. Nhưng mà không phải trường hợp nào chúng ta cũng có mẫu mô để mà chẩn đoán xác định. Thế thì trong cái nghiên cứu này, số lượng bệnh nhân thì nhỏ, thì có 26 trường hợp mà nhìn thấy được tổn thương, thì nhìn thấy rồi mà vẫn chỉ chẩn đoán được trong 76% thôi. Còn nếu mà mình không thấy được tổn thương thì rõ ràng là cái khả năng chẩn đoán là nó thấp hơn. Chính vì vậy người ta đã phải phối hợp thêm chải và rửa để làm tăng khả năng chẩn đoán. Và như vậy thì thường thường thì trong tất cả các bài giảng về nội soi người ta hay nói gì? Người ta hay nói là muốn lấy được mẫu thì thường tổn thương phải thấy được. Cái điều kiện thấy được thường thường là nó phải to, thí dụ trên 2 cm chẳng hạn, nó ở trung tâm, mình thấy được cái phế quản dẫn tới nó trên CT scan và cái u sùi nó rất là rõ ràng. Như vậy thì mình cũng có thể biết rằng một cái tổn thương ngoại vi, đặc biệt là nhỏ hơn 2 cm, đặc biệt là không thấy được, thì cái khả năng chẩn đoán nhiều khi chỉ có 50% mà thôi. Mà trong cái thời buổi hiện đại, khi mà người ta đã khuyến cáo rằng là cái người hút thuốc nhiều trên 20 gói năm ở người 50 tuổi mình phải làm tầm soát bằng CT scan liều thấp, thì rõ ràng là những cái nốt mà nhỏ nhỏ sẽ càng ngày càng nhiều. Và khi đó thì với một cái nốt nhỏ ở ngoại viên thì chúng ta sẽ không có thể nào sinh thiết bằng cái nội soi phế quản quy ước thông thường. Chính vì vậy người ta đã tìm ra cái kỹ thuật là nội soi phế quản sinh thiết mù. Thì những kỹ thuật này thì chúng tôi ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có thực hiện. Sau đó thì để cho nó chính xác hơn thì chúng ta làm dưới màng tăng sáng. Và muốn mà định vị nó tốt thì ngoài cái cách là
coi cái phim X-quang rồi vô soi rồi mới chờ coi là thấy hay không thấy, thì thường thường là mình phải dự đoán trước được là nó ở chỗ nào, nhìn nó ở chỗ nào. Thì có nhiều cái cách để dự đoán và nhiều cách để mô tả. Thì đầu tiên thì các tác giả người Nhật đã đưa ra những cái bảng phân loại, những cái cấp thứ cấp của cái đường đi của phế quản để mình biết là thí dụ B2A1 alpha XX là chỗ nào để mình đi tới. Nhưng mà cái đó nó cũng khá là phức tạp. Mình có thể dùng một cái hình cho nó đơn giản. Và cái mà hiệu quả nhất có lẽ là virtual bronchoscopy, tức là mình tái tạo lại cái con đường đi tới cái tổn thương bằng CT scan. Nhưng mà như vậy thì mình vẫn chưa có xác định được rõ ràng cái tổn thương nó ở đâu. Thì đó là cái vai trò của EBUS-DBLB để nó bù lại những cái khiếm khuyết của những cái kỹ thuật nói trên. Thì thực ra là mình làm EBUS-DBLB mình không làm một mình. Mình có thể phối hợp thêm với guide sheet, mình có thể phối hợp với thêm màng tăng sáng, và mình có thể vừa dùng guide sheet vừa màng tăng sáng. Và gần đây thì người ta còn phối hợp thêm với virtual navigation. Thì tụi tôi tính gì đó chiếu một cái video cho các anh chị thấy thế nào là EBUS-DBLB, nhưng mà cũng xin lỗi là nó không có chạy được. Thì mình hiểu là vậy, trong cái quá trình mình làm nội soi á, mình sẽ đưa cái đầu dò siêu âm vào. Và cái hình này là cái hình bình thường, tức là mình thấy là chung quanh chỉ có khí mà thôi. Trong trường hợp mà mình thấy cái tổn thương giống như là ở sát cái bên á, thì mình nghĩ là có thể chúng ta đã đạt tới được một cái tổn thương gọi là kính mờ. Còn còn nếu mà ở hình chính giữa ha, thì chúng ta thấy là cái tổn thương nó gọi là tổn thương gọi là bán đặc ha, và hình rìa hết bên tay phải của các anh chị ha, cái tổn thương đó là tổn thương đặc. Thế thì như vậy là với cái việc siêu âm á, thì mình có thể nhìn được chính xác là mình đạt tới được tổn thương chưa và tiến hành lấy mẫu sinh thiết. Thì năm 2022 thì có một cái báo cáo rất là hay, nó tổng kết tới 600 bệnh nhân đăng trên ERS. Thì cái báo cáo này cho thấy là nếu mà mình sử dụng chung với gai xít á, thì rõ ràng là cái hiệu quả nó cao hơn không sử dụng chung với gai xít, tức là 55% so với 44% chẩn đoán được. Và như vậy thì mình cũng thấy rất là khó khăn ha. Nếu mà một cái tổn thương mà có cái đường kính trung vị, đường kính là 19mm đó, ha, thì khả năng chẩn đoán rất là khó. Và như vậy thì mình sẽ phải cân nhắc những cái bệnh nhân có tổn thương nhỏ ha, thì có thể là không phải lúc nào mình cũng có thể đạt được chẩn đoán với EBUS-DBLB. Thế thì một trong những cái cách mình để cải thiện chẩn đoán là mình làm có giải phẫu bệnh kèm theo. ROSE là viết tắt của Rapid On-Site Cytology. Người bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ đọc cho mình liền cái mẫu mình lấy ra đã đúng chưa, có tế bào bất tính, có tế bào ác thường chưa. Thì nhờ cái việc mà họ đọc liền như vậy đó, thì cái thời gian mà làm sinh thiết, cái thời gian làm thủ thuật đó, sẽ giảm. Mình biết là có mẫu rồi thì mình không có tiến hành sinh thiết thêm, và như vậy thì nó giảm biến chứng. Tuy nhiên là mình cũng phải hiểu là do cái thời gian đọc khá là ngắn, thành ra là đôi khi cái độ nhạy, độ chuyên nó không được 100%. Những cái cách để mà cải thiện cái kết quả nó còn ở chỗ là mình thay thế cái kim. Mình có thể dùng những cái kim cấu trúc mới gọi là cái kim theo cái hình vương miện giống như cái con coronavirus. Hoặc là sinh thiết lạnh, tức là mình làm TBLB nhưng mà cái đầu dò vừa siêu âm ha, thì mình có thể đưa cái đầu dò sinh thiết lạnh vào, lấy mẫu mô thì lớn hơn, lẽ nhiên là sẽ chảy máu nhiều hơn, nhưng mà bù lại là kết quả chẩn đoán sẽ cao hơn. Thế thì ngoài những cái cải tiến về mặt kỹ thuật đó, thì cái chọn lựa bệnh nhân cũng rất là quan trọng. Thì nếu mà mình thấy một cái bệnh nhân mà có cái hình gọi là bronchocyte ha, là mình có thể chọn lựa tốt. Thế thì cái hình bronchocyte thì nó chia làm
nó chia làm cái đây là một cái tổn thương gọi là hoàn toàn không có bronchocyte. Đây là cái tổn thương mà bronchocyte độ 1, tức là nó gần cái tổn thương mình muốn sinh thiết, và cái này là trực tiếp, tức là độ 2. Thì tùy cái mức độ mà cái kết quả nó có khác nhau. Thì trong cái bản này người ta nói là nếu mà có bronchocyte thì cái khả năng chẩn đoán tăng lên khoảng 5 lần. Như vậy thì mình sẽ ưu tiên những cái ca mà có bronchocyte để là làm TBOB. Thế thì chúng ta cũng biết là cái thời mà mình chưa có TBOB thì mình cũng hay làm xuyên ngực. Thì vai trò nó ở đâu? Thì rõ ràng là các anh chị thấy nếu mà cái tổn thương dưới 2cm đó, tổn thương dưới 2cm đó, thì cái khác biệt giữa TBOB và xuyên ngực đó, nó rất là nhiều. TBOB hỏng bằng xuyên ngực. Nhưng mà nếu mà tổn thương từ 2-3cm đó, thì gần như là không khác biệt. Như vậy thì nếu mà tổn thương nào có vẻ nhỏ quá dưới 2cm, mình quá khó, mình có thể cân nhắc xuyên ngực. Nhưng mà mình nhớ là xuyên ngực là có tràn khí, có ho ra máu, có di căn theo cái đường sinh thiết, trong khi TBOB là không có. Còn trường hợp tổn thương từ 2-3cm thì đó là ứng cử viên rất là tốt để làm TBOB. Thế thì mình nói cái bài này là để chẩn đoán và điều trị bệnh phổi, thì nãy giờ mình nói toàn về ung thư đúng không ạ? Thì thực ra thì những cái bệnh khác giống như nhiễm trùng cũng có thể chẩn đoán được, viêm phổi tổ chức hóa cũng có thể chẩn đoán được. Và nói về điều trị thì nếu mà mình đã xác định được cái tổn thương chỗ nào thì mình có thể bắn cái kim platinum để mà xạ trị gọi là 4 chiều. Mình có thể xăm mực để bác sĩ phẫu thuật cho đúng chỗ, cũng như là xạ trị tại chỗ ở những cái bệnh nhân mà cái cơ địa không có thể phẫu thuật được. Thế thì chúng tôi qua cái phần tiếp theo hấp dẫn hơn. Thì mặc dù là TBOB đã giúp mình chẩn đoán tốt hơn những cái trường hợp mà có tổn thương ngoại vi, nhưng mà nó không phải là hoàn mỹ. Thì ngược lại thì TBNA thì trong tiếp cận những cái sang thương trung tâm thì có một vai trò rất rất là quan trọng. Thế thì chúng ta biết là dựa vào hình ảnh học thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu thì nó không có cao. Và như vậy thì luôn luôn là mẫu mô là quan trọng. Thế thì trong cái kết quả này, người ta thấy là cái EBUS FNA, tức là chọc hạch qua EBUS, làm tăng cái độ đặc hiệu của có hay không có tế bào ung thư trong cái hạch, và tăng cái độ nhạy lên rất là đáng kể. Thì mình cũng biết là mặc dù các tác giả nước ngoài hay nói là bây giờ mình nghi ung thư, mình muốn biết cái hạch N2 hay không để mình mổ cắt thùy cắt toàn bộ. Thế thì mình thường thường mình dựa vào mediastinoscopy, tức là nội soi trung thất. Nhưng mà nội soi trung thất cũng có khuyết điểm của nó. Độ nhạy thì cũng không phải là 100%. Không phải là mọi cái hạch có thể với tới được. Mắc tiền xâm lấn. Chính vì vậy thì vai trò của EBUS TBNA rất là quan trọng trong cái trường hợp đánh giá cái hạch trung thất. Thế thì về đánh giá cái hạch trung thất thì chắc một số các anh chị ở đây cũng đã từng sử dụng cái kim quang để chọc cái hạch dưới carina. Nhưng mà cũng như các anh chị, chúng tôi có làm cho rẫy, nhưng mà cái thần nhiều là rất là khó khăn do chúng ta không nhìn trực tiếp được cái tổn thương. Thì những cái cải tiến của TBNA là cái đầu dò nó hơi lớn hơn bình thường chút, nó khoảng 6,9mm, với cái mắt nhìn là 45 độ, và cái kim thì cái góc là 30 độ. Thành ra là khi mà mình áp sát tổn thương thì cái kinh thủ thuật nó cho phép mình đưa cái kim gần như là, nếu mà mình đã thấy tổn thương rồi, gần như là vô đúng cái chỗ mà mình mong muốn. Thành ra là lấy mẫu rất là dễ dàng. Thế thì người ta đã chứng tỏ ra EBUS TBNA tốt hơn hẳn cái chọc hạch truyền thống. Với những cái chỉ số P các anh chị thấy rất là có ý nghĩa, và cái khả năng chẩn đoán tăng lên khoảng 10%, từ 82-92% so với cái chọc hạch truyền thống thép bằng kim quang. Thế thì ngoài cái chuyện là mình sinh thiết, thì người ta bảo là cái việc siêu âm nó còn giúp cho mình chọn lựa cái hạch nào nhiều khả năng ung thư mình sinh thiết. Về mặt kỹ thuật thì do cái này rất là được áp dụng, thành ra người ta để ý, người ta viết ra hẳn những cái guideline, những cái hướng dẫn về mặt kỹ thuật. Người ta nói là có rất là nhiều chi tiết, nhưng mà mình chỉ nên để ý những cái từ màu vàng, tức là
cái kỹ thuật này nên làm khi bệnh nhân ngủ. Thứ hai là nếu mà mình không có giải phẫu bệnh ngay tại chỗ, mình làm nhiều là được. Mình làm 3 lần, 4 lần, làm càng nhiều thì cái khả năng nó càng ra. Không biết bắt buộc phải giải phẫu bệnh tại chỗ. Rồi đối với ung thư thì mình lấy mẫu nhiều hơn một chút để là làm hóa mô miễn dịch, để làm gen, vân vân. Nếu mà mình gì đó chẩn đoán sarcoidosis hoặc lao á, thì rất là hiệu quả, thành ra mức độ là khuyến cáo, nhưng mà lymphoma thì cứ mức độ không cao, thành ra là chỉ là mức độ đề nghị thôi. Thế thì cũng có một cái guideline khác về cái chỉ định khảo sát cái hạch trung thất. Thế thì cái guideline này nó dựa vào cái đặc điểm là IBUS á, là nội soi siêu âm theo đường khí quản á, thì có thể tạc ghét được những cái tổn thương mà trống này, tức là những cái tổn thương ở khí phế quản và những cái tổn thương ở trung tâm như hạch số 2 và hạch số 4, hạch số 7. Ngược lại thì nội soi siêu âm qua đường thực quản thì có thể đi sâu hơn, trong khi là nội soi trung thất thì chủ yếu là đi được cái vùng trung tâm này mà thôi. Chính vì vậy thì người ta thấy là IBUS thì rất là hiệu quả cho tổn thương ung thư phổi cũng như là hạch những ung thư phổi. Và nếu mà mình muốn đánh giá một cách toàn diện đó, chúng ta có thể phối hợp hoặc là nội soi IBUS và phối hợp nội soi IUS qua cái đường thực quản. Và nếu mà mình không có một cái máy nội soi IUS, mình có thể dùng cái máy IBUS, mình đi theo đường thực quản để mà sinh thiết. Thế thì như vậy thì người ta khuyến cáo là thay vì phải nội soi trung thất ngoại khoa rất là phức tạp, thì chúng ta phối hợp IBUS và IUS nội soi thực quản, hoặc là dùng cái máy nội soi phổi vừa làm hạch ở bên đường khí quản, vừa làm hạch ở bên đường khí quản, thì nó sẽ tốt hơn nội soi trung thất. Và như vậy thì những cái chỉ định khi nào là chúng ta sẽ làm điều này? Thế thì các anh chị biết là nếu mà mình có một cái tổn thương nghi u nhỏ hơn 3 cm, không dính màng phổi, ở ngoại vi, không phải trung tâm, không có tí hạch nào hết, thì các anh chị có thể chụp cái PET CT, gửi bác sĩ phẫu thuật cắt luôn, là tại vì khả năng mình nó di căn thì rất là ít. Nếu mà nó trên 3 cm, mình phải sinh thiết. Nếu mà nó có hạch rốn phổi, mình phải sinh thiết hạch trung thất, rất là quan trọng. Nếu mà nó ở trung tâm, mình phải sinh thiết hạch trung thất. Một số trường hợp mình chụp ở ngoại vi, nó không có bắt thuốc, thì mình biết là ở ngoại vi mà không bắt thuốc thì trung tâm nó cũng không bắt thuốc, thì mình nghi ngờ mình vẫn phải sinh thiết. Như vậy thì đây là những cái trường hợp mà người ta quy định là phải sinh thiết thường quy để mà coi nó có di căn hay không. Và nếu đã sinh thiết thì ít nhất là sinh thiết 3 vị trí, tức là bên phải, bên trái và dưới carina. Thế thì có một cái bài báo cáo mới 2020 khẳng định là mặc dù là vậy đó, IBUS TBNA rất là tốt, nhưng mà nếu mà một mình thì nó vẫn không bằng cái mediastinoscopy, tức là nội soi trung thất. Thành ra là mình phải phối hợp IBUS TBNA với IUS. Còn nếu mà không thì mình phải thay thế bằng, nếu mà mình làm âm tính rồi, mình có thể làm tiếp nội soi trung thất. Thế thì cái nghiên cứu này nó đưa ra cái chứng cứ là làm vừa theo đường thực quản, vừa theo đường khí quản thì nó sẽ toàn diện hơn là làm theo một đường. Và người ta, các giả Canada thì có đặt một câu hỏi là nếu mà bệnh nhân nào mình cũng phải làm bên phải, bên trái, rồi hạch trung thất, rồi khổ quá, hay là mình làm những cái hạch nào nghi ngờ thôi. Thì người ta đặt ra câu hỏi đó, người ta mới làm là họ lựa những cái hạch mà gọi là triple gain negative, tức là CT không thấy nó lớn, trên đường kính ngắn không trên 1 cm, PET không thấy bắt thuốc, và cái điểm gọi là điểm điểm nội soi không nghi ngờ nó là hạch ung thư. Thì nếu mà mình làm vậy rồi xong cái mình bỏ, mình không có có 3 tiêu chuẩn này mà mình bỏ, mình không sinh thiết, thì mình bỏ sót bao nhiêu? Thì cái tỷ lệ bỏ sót là khá nhỏ, là khoảng 5.6% mà thôi, nghĩa là sau khi phẫu thuật á. Thành ra là tác giả bảo là về mặt thực hành thì có thể gì đó dùng cái đặc tính của siêu âm để mà giảm thiểu cái khả năng là phải sinh thiết. Thế thì
ngoài cái chuyện là sử dụng những cái đặc tính siêu âm thì người ta bảo là mình có thể làm cái kim lớn hơn, tỉ như là kim 19 thì nó có thể cung cấp nhiều mẫu mô hơn và giúp mình chẩn đoán hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử tốt hơn. Thế thì người ta luôn luôn cầu toàn, hay người ta muốn là cái IBUS TBNA đạt được cái độ nhạy 100%. Thế thì người ta bảo là những cái trường hợp như lymphoma, cái mẫu mô phải lớn, những cái trường hợp mà mình muốn đạt được cái khả năng loại trừ ung thư 100%, mình phải làm thêm cái gọi là sinh thiết, trong khi nghĩa là thay vì mình chỉ chọc kim thôi, mình bấm kim phọt xếp trong cái hạch đó luôn. Thì đó là những cái chuyện tương lai. Thế thì ở Chợ Rẫy thì chúng tôi đã triển khai từ tháng 3 2022, rất là em út so với Bạch Mai, so với Viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương. Nhưng mà trong thời gian đó thì chúng tôi cũng làm được 36 trường hợp TBNA và 5 trường hợp TBOB. Cũng tiếc là cái video này nó không dạy được. Nhưng mà thì qua cái phần trình bày vừa rồi, chúng tôi cũng muốn khẳng định vài điểm. Tức là nội soi thì cung cấp một cái phương pháp tiếp cận chẩn đoán ít xâm lấn và có nhiều ưu điểm so với sinh thiết xuyên ngực. TBLB thì giúp tiếp cận những cái tổn thương ngoại vi rõ ràng là tốt hơn conventional, tốt hơn quy ước, nhưng mà vẫn còn chỗ để phải cải thiện. TBNA thì rất là quan trọng, là thiết yếu trong quá trình đánh giá hạch và những cái u trung tâm. Nếu mà cái u nào mà nó mình không với tới được bằng nội soi mà nó nằm sát khí phế quản, chúng ta cũng sinh thiết được. Và cuối cùng thì ở những cái bệnh nhân mà thí dụ tổn thương nhỏ quá mà nằm sát ngoài biên thì đôi khi có thể phải là chỉ định của sinh thiết xuyên ngực. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Dạ, kính thưa thầy Thành, thưa anh Vũ với các bạn đồng nghiệp. Em bác sĩ công của Bệnh viện Quân y 115 cũng đã có làm việc với anh Vũ lần. Em nhân cái báo cáo của anh Vũ nó rất là tổng quát và rất hay. Em xin có mấy ý kiến trao đổi ngắn. Thứ nhất là thực tế thì bọn em cũng có triển khai cái IBUS tại Bệnh viện Quân y 115 từ năm 2019. Thì thực tế thấy là cái việc mà tiếp cận cái tổn thương ngoại vi qua cái IBUS thì cũng tương đối khó khăn. Đặc biệt là cái việc mà tiếp cận để mà siêu âm để đánh giá cái tổn thương để mà đưa cái kim sinh thiết tiếp cận được để mà lấy mẫu ấy, là thường rất là khó khăn. Và bọn em thường là dùng cái kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực dưới cái CT scan. Thì cũng xin anh Vũ chia sẻ một số cái kinh nghiệm về thực tế của Chợ Rẫy. Không biết là chỗ anh Vũ thì dùng cái ống nội soi nó real time và cùng với thời sinh thiết, hay là như bên em thì hiện nay là vẫn dùng cái kim quang. Thì báo cáo thầy các anh là cực kỳ khó khăn. Ngay cái câu chuyện là đối với các cái u trung tâm hoặc dưới niêm mạc hoặc là các cái hạch trung thất, để mà chọc cái kim quang qua được cái thành phế quản đó là một câu chuyện khó rồi. Thì và cái thứ hai nữa là cũng xin hỏi chỗ thầy Vũ là không biết là hiện tại thì là tại Chợ Rẫy thì chúng ta có tổ chức đào tạo các cái CME về cái IBUS này không? Vì thực tế hiện nay tại Việt Nam thì theo em biết là chưa có một cái cơ sở đào tạo nào để cấp cái giấy chứng nhận như thế. Thì bọn em mặc dù làm nhưng bọn em cũng rất hoang mang, bởi vì làm mà không có giấy chứng nhận, không có cái đó thì rõ ràng là cái nguy cơ tai biến trong cái kỹ thuật này rất là cao, đặc biệt cái suy hấp cho chảy máu cái thứ gì sinh thiết khi chọc ấy. Thì cũng xin trao đổi, xin ý kiến các thầy như thế. Rồi, cái đó là phải có chứng chỉ hành nghề đấy. Xin mời bác sĩ Vũ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Công. Thì bác sĩ Công đã hỏi ba vấn đề. Thứ nhất là về TBOB thì đúng là tụi này cũng gặp những khó khăn tương tự. Nhưng mà thứ nhất là thường thường mình có xài cái curet, thành ra là mình có thể đảo cái chiều của cái gây sheet đi theo cái curet, thành ra mình có thể chọn lựa những cái lỗ phế quản hơi ở vị trí khó. Nhưng mà như vậy thì nó là một cái giải pháp tổng thể, tức là mình phải chuẩn bị từ trước bằng CT scan mỏng thiệt mỏng, thí dụ 0.6mm mình dự đoán được cái lỗ nào rồi mình ráng vô được cái lỗ đó. Thành ra là đúng là nó vẫn khó khăn nhưng mà vẫn có giải pháp, đó là thứ nhất. Thứ hai là về khả năng sinh thiết xuyên ngực thì giống như cô Vũ có nói đó, thì trên những cái bệnh nhân giai đoạn 4 thì tụi này thấy tổn thương quá nhỏ thì tụi này sẽ đi thẳng vô sinh thiết xuyên ngực.
Tuy nhiên là nếu mà tổn thương mà dưới giai đoạn 4, mình nghĩ là mình sẽ có thể mình kéo cái kim ra là bắt đầu nó di căn tùm lum á, thì tụi này vẫn cố gắng làm nội soi là tại vì để tránh cho bệnh nhân chuyển giai đoạn một cách xấu hơn. À, về TBNA thì nó là một cuộc cách mạng luôn, khẳng định mai mốt mà anh làm gì đó TBNA mà IBUS anh sẽ thấy là cuộc đời nó sướng lắm chứ không có khổ như là kim quang đâu. Thành ra là gì đó tụi này làm 30 mấy ca gì đó rất là vui vẻ hồi đầu, lúc đầu triển khai 1 tiếng, sau đó thì nửa tiếng, sau đó 20 phút, cái thời gian càng ngày càng ngắn lại, cái đội ngũ nó quen rồi làm rất nhanh hiệu quả. Chẩn đoán gần như là 80-90% ra mẫu ung thư đó, còn đương nhiên là lấy mẫu gần như 100%. Còn chuyện cuối cùng thì thầy Châu thì có mở 2 cái lớp nội soi thì các anh chị cũng biết rồi, nhưng mà chưa có đào sâu lắm về IBUS. Thì chừng nào mà phía Nam thì Chợ Rẫy với Đại học Y Dược mà làm nhiều rồi thì tụi này sẽ cố gắng mở lớp ở Đại học Y Dược, chắc còn lâu. Dạ, xin hết. Tương lai thì cũng phải mở các cái lớp đó để chúng ta có thể mở rộng cái kỹ thuật. Về phương pháp tiếp cận để giải quyết cái bài toán đào tạo thì tôi nghĩ cũng rất là gọi là available, tức là rất có sẵn, cho nên cũng không có ngại lắm. Không biết là trong hội trường còn câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, cảm ơn bác sĩ Vũ. Chúng ta đi tiếp sang câu hỏi số 2, nội dung thứ 2, có lẽ có tính thực hành hơn đối với các bác sĩ ở trong môi trường đa khoa. Đó là chỉ định nội soi hô hấp trong các bệnh lý hô hấp. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Anh Đức trình bày.